À, giờ rồi em chào mọi người, chào chị yêu nha. Chào mừng các chị yêu đã quay trở lại với livestream tiếp theo của thời trang Dory. Mọi người ơi, em đã quay trở lại livestream rồi đây. Chị yêu nào mọi người vào coi livestream nhanh tay để lại cho em xin ngay một chấm comment ở trên livestream các chị yêu nha. Xin chào mọi người, hello các chị yêu luôn nào. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho chị yêu về một cái mã đầm rất là đẹp luôn. Đó là mã đầm DT597. Các chị ơi, cái mã đầm màu đỏ của em đang mặc đây rất là hợp với không khí Tết đúng không ạ? Và ngày hôm nay chị yêu nào mọi người đặt hàng trong khung giờ livestream các chị sẽ được mua ngay với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi các chị yêu nha. Ai mọi người đã vào coi livestream của bên em rồi thì nhanh tay để lại cho em xin ngay một chấm comment tương tác nha mọi người. Em sẽ có cho chị yêu là hai tông màu, một là tông màu xanh coban và hai sẽ là tông màu đỏ. Hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi livestream nhớ là tranh thủ đặt hàng liền ở trong khung giờ live giúp em các chị yêu nha. Thứ nhất là các chị yêu mình để lại cho em đúng cú pháp mã sản phẩm DT597 và kèm với số điện thoại cho bên em là các chị sẽ có đơn hàng thành công. Mọi người ơi, đầm DT597 này em có hai tông màu, một là tông màu đỏ và có cho chị thêm là tông màu xanh coban nữa, và em đang bán với một mức giá cực kỳ ưu đãi các chị yêu nha. Đó là hiện tại mẫu đầm DT597 của em đang mặc đây có giá gốc là 499k. Ngày hôm nay chị yêu nào mọi người đặt hàng trong khung giờ livestream thì em sẽ sale cho chị chỉ còn có 299 thôi, và kèm theo đó còn được thêm miễn ship giao hàng đến tận nhà các chị yêu nha. Một mẫu đầm mà sale giảm cho chị yêu tới 200.000 đồng luôn là quá, rất là giảm, rất là sốc các chị yêu nha. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào xem live thì hãy nhanh tay là đặt hàng liền cho em là DT597 kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công. Em chào chị Thương Thương đã vào coi livestream của bên em rồi nha. Mọi người ơi, mã đầm DT597 này em sẽ có hai tông màu. Thứ nhất là màu của em mặc đây sẽ là tông màu đỏ và có cho chị yêu đây sẽ là tông màu xanh coban. Mẫu này của bên em sẽ là vải, cho bên em là chất liệu vải thun cô tông có độ co giãn các chị yêu nha. Em về cho mọi người là hai tông màu, một là màu đỏ, hai là màu xanh nè, và họa tiết lên cho em là hoa 3D rất là đẹp luôn. Đầm DT597 này dáng cổ tàu, tay là tay ngắn. Hôm nay chị yêu nào không đặt hàng trên livestream giờ cam kết với các chị là sẽ không bao giờ có được cái mức giá nào ưu đãi hơn giá này nữa đâu các chị yêu nha. Một giá gốc của bên em là 499.000 đồng. Bình thường chị nào khách quen đã mua đầm DT597 rồi sẽ biết, nhưng hôm nay các chị chỉ cần đặt hàng trong khung giờ livestream DT597 kèm số điện thoại là các chị sẽ được mua với giá có 299 thôi, và các chị còn được thêm giảm miễn ship giao hàng đến tận nhà. Mọi người ơi, giá sale 299.000 đồng và phí ship giao hàng là một mức giá cực kỳ ưu đãi luôn, và cái giá này của bên em bằng một giá áo bình thường em hay sale các chị nha. Một mẫu đầm dòng hàng nhập mà bây giờ em sale giá chị yêu với một mức giá chỉ bằng một em áo thôi thì các chị yêu phải nhanh tay đặt hàng liền các chị yêu nha. Số lượng em đang còn rất là ít. DT597 kèm số điện thoại, số lượng còn rất là ít các chị yêu nha. Màu của em mặc đây sẽ là tông màu đỏ và đây là tông màu xanh coban, chất liệu vải hai lớp nha các chị nha, có độ co giãn mặc lên cực kỳ thoải mái luôn. Đầm DT597 này của em đang mặc đây là dáng váy xòe, và đầm thì ở bên trong có kèm lớp lót cho các chị yêu luôn, cho nên là chị yêu nào mặc cái mẫu này đi chơi hay là đi tiệc đều được các chị yêu nha. Mọi người chỉ cần comment là DT597 kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công 299.000 đồng cho em các chị yêu nhá. Chào chị yêu Thương Thương đã vào coi live, xin chào chị yêu Cẩm Nguyễn đã vào xem live nè. Các chị ơi, đầm DT597 này mọi người có thể là mặc đi dạo phố nè, đi chơi, đi cà phê với bạn bè người thân hoặc là đi công sở đều được luôn. Form đầm của em là đầm dáng dài các chị nha, có hai lớp, ở bên trong thì sẽ làm lớp lót và bên ngoài sẽ là dáng váy dài cho chị yêu luôn. Cho nên là khi các chị yêu mọi người mang cái mẫu này lên cho em không sợ bị ngắn nè, rồi không sợ bị lộ bị hở gì các chị nha, bởi vì nó là hai lớp mà. Cho nên là các chị mặc lên yên tâm cho em ạ. DT597 này đang được bán với mức giá đó là sale còn 299, 499.000 đồng đó ạ, sale còn 299 luôn. Chị nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại, đầm này còn rất là ít luôn các chị yêu nha. Form đầm cho em nè mọi người xem. Dáng váy xẻ rất là xinh luôn. Và các chị ơi, đầm DT597 này là size cho mọi người là tới 75kg luôn nha. Đầm này em về cho chị yêu là size tới 5XL. Chị nào mọi người 75kg đổ về là ok luôn ạ. DT597 kèm với số điện thoại, vừa có thể mình mang đi chơi mà các chị yêu cũng có thể mình mang đi tiệc được luôn các chị yêu ha. Và cái phần cổ của em nè, các chị nhìn cho em nha. Cổ này của em mang đây cho chị là cổ tròn và thiết kế dáng cổ tàu của các chị ha. Tay sẽ là tay ngắn và phối viền bèo. Form đầm này cho em sẽ là đầm dáng
dáng váy xẻ và khóa kéo là nằm một bên hông. DT cho em là 597 và kèm với số điện thoại nha mọi người. Nhớ giùm em là đặt hàng trong khung giờ livestream, bởi vì sao? Ngoài giờ live là không có được giảm giá nữa đâu. DT 597 màu đỏ, DT 597 màu xanh coban, 299.000 đồng một đầm cho bên em các chị hoa. 299.000 đồng một đầm. Ngoài ra còn được miễn ship giao hàng đến tận nhà luôn. Còn được thêm hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa, vừa rẻ vừa đẹp nha các chị yêu nha. Cho nên là chị nào coi livestream đừng bỏ qua mẫu đầm này. Chỉ có 299 thôi mà em còn thêm gì ạ? Phi ship giao hàng đến tận nhà. Trời ơi quá sốc mọi người. Đầm hai lớp bên trong có kèm lớp lót nữa các chị yêu nha. Form đầm là dáng đầm váy xẻ và dài qua gối trên là xinh cực luôn. Màu em mặc đây là màu đỏ nha. Nếu mà chị nào muốn mua về mặc Tết á, nổi bật trắng da thì lấy màu đỏ. Chị nào mình thích cho bên em là kiểu như là nhẹ nhàng á, hoặc là sang trọng thì các chị lấy màu xanh. Ok chị Anh Minh lấy đầm DT597. Ok cho chị Phương Lê lấy đầm DT597. Giá sale cho mình sẽ là 299.000 đồng một đầm chị yêu nha. Rồi bây giờ em qua mẫu đây. Chị yêu nào đặt hàng đầm em mặc thì tranh thủ chốt đơn liền. DT597 kèm số điện thoại, 299.000 đồng một đầm nha. Miễn ship giao hàng, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa các chị nha. Form đầm của em mặc đây là size đầy đủ 75kg đổ về là vừa. Đầm hai lớp và dáng đầm dài qua gối các chị yêu nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì em đi thay mẫu mới. Các chị nào mọi người đang coi livestream, nhanh tay chấm bài trên like giúp em. Bây giờ em sẽ qua mẫu các chị yêu nha. Mọi người đây đang theo dõi livestream cho em một chấm tương tác trên like. Đầm này mà có 299 thôi à. Các chị yêu nhớ đặt hàng liền nha. Phi ship giao hàng đến tận nhà cho mọi người luôn. Nhớ là sẽ có nhân viên em gọi điện chốt đơn, cho nên là chị yêu nào đặt hàng thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận các chị yêu nha. DT cho em là 597 và kèm với số điện thoại, 299.000 đồng một đầm và miễn ship ạ. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu mới các chị nha. Chị nào coi livestream thì chấm bài. Giờ em lên cho chị yêu mã số sản phẩm tiếp theo, đó sẽ là một cái em đầm dáng body các chị yêu nha. Rất là đẹp luôn. Và các chị yêu coi like nhớ đặt hàng trên like giúp em. Nhân viên em sẽ tư vấn cho chị yêu chọn size phù hợp các chị nhé. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ thì em qua mẫu cho chị yêu nha. Chị nào mọi người vào coi livestream nhanh tay đặt hàng trên like giùm bên em các chị yêu ha. Nhớ giùm em nghe máy xác nhận luôn. Bây giờ em sẽ qua mẫu mới ạ. Em lên cho chị yêu mã số sản phẩm đầm tiếp theo, đó là một em đầm body các chị yêu nha. Đầm này của bên em thì mặc lên cực kỳ tôn dáng luôn. Và hôm nay chị nào mọi người vào coi live nhớ tranh thủ là chốt đơn hàng trong khung giờ livestream liền các chị nhá. Cảm ơn chị yêu Lan Phương đã vào coi live. Xin chào chị yêu Diễm Phúc đã vào coi livestream nè. Rồi mọi người ơi, chị nào xem live thì đặt hàng trên livestream giúp em. Mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn hàng thành công các chị yêu nha. Giờ em sẽ qua cho các chị đầm là SD197, một mẫu đầm cho các chị rất là đẹp luôn và mặc lên sang cực kỳ. Đây ạ, đầm SD197 các chị yêu nha. Chị nào vào xem live thì tranh thủ chốt đơn liền. Mọi người ơi, cái dáng đầm của em mặc hôm nay đây cho chị yêu sẽ là một em đầm body và cổ lên cho chị yêu đây sẽ là dáng cổ cột nơ các chị yêu nha. Đó, cột nơ ngay phần cổ như thế này và dáng của nó sẽ là cổ chữ V, rất là đẹp và sang luôn. Mặc màu đen lên một cái thôi là nhìn rất là cuốn các chị yêu nha. Mặc màu đen lên một cái thôi là nhìn cảm giác các chị yêu là rất là bắt mắt luôn và nhìn nó gọn dáng cực kỳ tôn được cái body của mình đúng không ạ? Mà sản phẩm là SD197 các chị yêu nha. Dạ rồi, chị nào mọi người đang theo dõi livestream thì đặt hàng trên live giùm em, đó là SD197 kèm số điện thoại các chị yêu nha. Các chị ơi, đầm SD197 hôm nay em sẽ có hai tông màu cho chị yêu luôn. Màu của em mặc đây sẽ là đen sọc to và có cho chị yêu đây là trắng sọc nhỏ. Hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi live thì tranh thủ đặt hàng trên livestream giúp bên em luôn. SD cho bên em là 197 các chị yêu nha. Màu rất là đẹp luôn. Đây là màu xanh đen nè mọi người xem nha. Cái form đầm của em đang mặc đây là một cái dáng đầm ôm body từ trên xuống dưới luôn.
Phần cổ của em đây sẽ là dáng cổ có cột nơ và tay thì sẽ là tay ngắn các chị yêu nha. Hôm nay chị yêu nào mọi người đặt hàng cái mẫu SD197 này trong khung giờ live, các chị chỉ cần comment cho em đó là SD197 kèm số loại là các chị sẽ có đơn hàng thành công. Có thể mang đầm này đi chơi, có thể mang đi tiệc đều được các chị yêu nha. Và mức giá của mẫu đầm em đang mang đây cho chị yêu là chỉ có giá sale trong khung giờ livestream thôi. Mẫu đầm em mặc là sale cho chị từ 399k còn 359k mọi người ơi. Một đầm body quá đẹp luôn, sale từ 399 còn có 359.000 đồng ạ. Miễn luôn phí ship giao hàng đến tận nhà. Ai mọi người đặt hàng comment ngay SD197 kèm với số điện thoại các chị nha, form lên rất là xinh luôn. Cái màu của em mặc đây cho chị yêu đây sẽ là tông màu đen sập to nha mọi người ơi. Cảm ơn chị yêu Phạm Thị Thơ lấy đầm SD197. Ok chị Nguyễn Thủy lấy SD197 nè. Chốt đơn cho chị Nhi Du lấy SD197 nè. Chị Hồng Hoa lấy đầm SD197 gửi địa chỉ cũ nè. Chị Nguyễn Thị Vinh lấy SD197 60kg nha em. Ok chị yêu ạ. Mọi người ơi, đầm SD197 này em đang bán trong khung giờ livestream, đó là giá sale dành các chị yêu là 359k. Bình thường mẫu đầm này là 399.000 đồng các chị yêu nha. Và em sẽ có size có cho chị yêu size là từ 40kg cho đến 62kg. Màu em mặc đây là đen sập to rất là đẹp luôn. Mọi người mình để ý giùm bên em nha. Đầm SD197 ở trên nó sẽ là sập xéo, ở dưới nó sẽ là dáng sập ngang, cổ thì sẽ là cổ cột nơ và tay là tay ngắn cho chị yêu, rất là điệu đà luôn á. Mọi người khi mà mặc lên cái mẫu đầm này có thể là mang đi chơi đi tiệc đều được các chị yêu nha. Ngày hôm nay chị yêu nào đặt hàng trong khung giờ livestream thì em sẽ sale luôn cho chị yêu chỉ còn với mức giá đó là giá trong khung giờ livestream các chị yêu nha. 359k một đầm mà free ship giao hàng cho chị yêu luôn. Ai đặt hàng chú ý điện thoại giúp em, nghe máy xác nhận đơn hàng các chị yêu nha. 359.000 đồng miễn phí ship giao hàng, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa các chị yêu nha. 40kg cho đến 60kg, 62kg đổ về là ok. Mọi người có thể vào feedback của bên em là sẽ thấy rất là nhiều chị khách mua cái đầm SD197 của bên em rồi. Mọi người ơi, cái vải này siêu đẹp luôn nha. Cái vải này của em là chất liệu thun cô tông và co giãn là 4 chiều. Mọi người mình có thể giặt máy vô tư luôn, các chị yên tâm kéo giãn thoải mái cho em, cũng không hề bị chảy, không hề bị giãn các chị yêu nha. Rất là thích luôn. Và có nhiều chị hỏi là em ơi cái chỗ này là cúc thiệt hay cúc gỗ, cúc giả, thì mọi người ơi ở đây là cúc giả nha, em chỉ làm cho nó đẹp thôi. Ở dưới thì nó sẽ là có sẻ, còn ở trên thì sẽ là cúc giả. Đối với cái dáng cổ nơ này á thì các chị yêu mình tùy chỉnh nha, có thể mặc lên cao, có thể mặc xuống thấp tùy mọi người. Chị nào thích sexy thì mình mặc cột hở, còn chị nào thích kín đáo thì cột cao. Đầm này form đẹp không mọi người ơi, đầm là form body mà mặc lên nha, rất là tôn dáng và không hề bị lộ bụng một tí xíu nào luôn. Mức giá em đang bán là chỉ có trong khung giờ live cream thôi nha, 359.000 đồng và miễn ship giao hàng. Màu của em mặc đây là màu đen sập to các chị yêu nha. Nếu mà chị yêu nào muốn gọn dáng thì lấy đen sập to, chị yêu nào muốn kiểu như là nhẹ nhàng thì lấy trắng sập nhỏ. Cảm ơn chị yêu Nguyễn Thủy lấy ra SD197 size M nè. Ok chị yêu Hà Trang lấy đầm SD197 nha. Sale còn 359k thôi nha, miễn ship giao hàng luôn. Đầm này là em mặc là dài qua gối, ở dưới thiết kế phối sẻ cho nên là rất là dễ đi đứng nha các chị ơi. Lưu ý giùm em là đầm dài qua gối có thể mặc đi công sở, có thể mặc đi chơi, đi cà phê, đi dạo phố hay các chị bận ở nhà tiếp khách, bạn bè, người thân đều được luôn. Mà em đang bán đầm này cho chị yêu chỉ có 359 thôi các chị yêu nha. Giá gốc của em là 399, sale còn 359 và miễn ship luôn ạ. Hỗ trợ đổi size nếu như chị yêu nào mặc không vừa. Ok chị Trang Nhung lấy SD197. Ok chị Hoàng Long, màu em mặc là đen sập to, đen sập to mặc lên sẽ gọn dáng các chị yêu nha. Còn đây là màu trắng sập nhỏ, các chị mặc lên thì sẽ tạo cảm giác người mình đầy đặn hơn đó mọi người ơi. Cảm ơn chị yêu Quỳnh Vi lấy SD197 nè, 359 thôi. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu các chị yêu nha. Chị là hàng nhanh tay, thấy số lạ gọi tới nghe máy xác nhận giùm em, 359k free ship giao hàng đến tận nhà. Bây giờ thì mình qua mẫu mới các chị yêu nha. Ai vào qua livestream thì chấm bài trên like giúp em, nhớ giùm em là thấy số lạ gọi tới nghe máy xác nhận các chị yêu nha. Rồi bây giờ thì em sẽ lên cho mọi người mã số sản phẩm tiếp theo. Chị yêu nào mọi người vào coi livestream thì chấm bài tương tác trên live giùm em nè. Mọi người ơi, bây giờ thì em đi thay mẫu mới các chị yêu nha. Ai đang theo dõi livestream thì nhanh tay cho em xin ngay một chấm comment trên live. Chị nào mình thấy số lạ gọi tới thì nghe máy cho em. Bây giờ mình sẽ qua ngay một em đầm rất là xinh mà giá thì cực kỳ mềm luôn các chị yêu nhá.
Rồi mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ lên mẫu mới cho các chị yêu luôn. Em qua cho các chị yêu một cái mã đầm hoa các chị yêu nha. Ở đây có rất là nhiều chị là thích đầm hoa đúng không ạ? Thì hôm nay em sẽ lên cho các chị một em đầm hoa. Mà cái giá của nó thì siêu mềm luôn các chị yêu nha, ai cũng có thể sở hữu được luôn á. Mã số sản phẩm cho bên em tiếp theo ngày hôm nay đó là đầm DT553 các chị yêu nha. Rồi cảm ơn chị yêu Quỳnh Vi nè, xin chào chị yêu Hoàng Long nè. Các chị đặt hàng nghe máy xác nhận cho em là có đơn nha các chị ơi. Và thấy số lạ gọi tới thì nhớ giùm em là chú ý điện thoại nghe máy xác nhận cho em là được. Bây giờ em qua cho chị yêu mã số là đầm DT553. Một em đầm rất là đẹp luôn và màu lên cho chị yêu hôm nay sẽ là tông màu màu 26 màu hoa cúc các chị yêu nhé. Chị nào theo dõi livestream thì chấm bài giùm em nha các chị ơi. Rồi bây giờ thì em qua mẫu mới cho chị yêu đây, mã số sản phẩm tiếp theo đó là mã đầm DT cho bên em là đầm DT 553 các chị yêu nha. Màu lên cho chị là màu số 26, màu hoa cúc nhí đấy ạ. À. Phông đầm rất là đẹp luôn. Đầm này của em đang mặc đây cho chị yêu là một em đầm hoa các chị yêu nha. Và cái tông màu số 26 này là một trong những màu mà em bán rất là chạy luôn. Cái phông đầm này thì sẽ là dáng đầm xòe và có túi hai bên các chị nha. Mọi người ơi, đầm DT553 màu hoa cúc nhí hôm nay em đang mặc đây cho chị yêu sẽ được sale luôn cho các chị yêu ở trong khung giờ livestream. Và chị yêu nào mọi người vào coi live nhớ đặt hàng liền trong giờ live các chị yêu nha. Mọi người thấy là cái màu của em mặc đây có đẹp mặc dáng váy lên cho chị yêu, nó sẽ là kiểu dáng váy xòe chữ A thôi các chị nha, có nghĩa hơi xòe nhẹ cho chị yêu thôi chứ không phải là xòe rộng giống như váy dấu xòe hoa bình thường em hay like. Đầm này là DT553, màu của em mặc đây là màu 26 màu hoa cúc nhí. Hôm nay chị nào đặt hàng trong khung giờ livestream sẽ được sale chỉ còn với mức giá có 299 thôi và được miễn ship luôn các chị ơi. Mã đầm là DT553 kèm số điện thoại các chị nha, em đang sale luôn cho chị yêu còn 299.000 đồng. Ngoài ra các chị còn được thêm làm miễn ship giao hàng đến tận nhà luôn nha mọi người. Đầm này rất là đẹp luôn á. Đầm riêng đầm DT553 này khách của em chốt rất là nhiều. Một cái em đầm cực kỳ dễ thương luôn và form đầm này có đầy đủ size từ size M, size L, size XL cho đến size 2XL, 70 kg đổ về là vừa. Bởi vì sao đầm này mà size tới có 2X thôi mà 70 kg đổ về là vừa là do form đầm là dáng suông và đầm này là cột eo các chị yêu nha. Cái eo này các chị có thể tháo ra mặc thành form suông cho bên em cũng được. Nhưng mà cái này em rút eo lại rồi, em thích mặc form ôm hơn. Và đầm của em mặc đây thì thiết kế là cổ tròn nè, tay là tay ngắn nhá. Và đầm này thì có tông màu cho chị đây là tông màu 26 các chị ha. Màu này cho em sẽ là đen hoa cúc DT553 kèm với số điện thoại và giá của nó là chỉ có 299.000 đồng thôi và được miễn ship luôn. Mọi người ơi, đầm này là sale còn 299 và free ship giao hàng các chị yêu nha. Ok, chị Diễm Quỳnh lấy đầm DT553. Cảm ơn chị yêu Lan Ngọc lấy đầm DT553. Ok, chị yêu Hải Yến lấy đầm DT553 có túi giá chị yêu hai bên các chị nha. Form đầm này các chị có thể mặc đi công sở, đi dạo phố hay là đi tiệc nhẹ đều được. Ngày hôm nay chị nào đặt hàng trong giờ livestream được sale còn 299 nè, được miễn ship giao hàng đến tận nhà, quá rẻ và đẹp luôn. Bình thường một cái mẫu đầm hoa có giá 495.000 đồng cho đến 580.000 thì cái đầm hoa màu hoa cúc của em đang mang đây chỉ có 299 thôi và được thêm gì ạ? Free ship giao hàng đến tận nhà các chị nha. Chất liệu là vải lụa mềm mặc lên cực kỳ xinh luôn. Và khi các chị yêu mình đặt hàng trong khung giờ livestream sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn. Ai thấy số lạ gọi tới nghe máy xác nhận giùm em nha. Chất liệu vải của em mặc đây là lụa mềm nha chị yêu Nguyễn Cúc ơi, cái cổ của nó sẽ là cổ tròn như thế này các chị yêu nha. Chất liệu vải của em mặc đây là lụa mềm, mặc lên cực kỳ thoải mái mà chỉ có 299.000 đồng thôi chị nha. Cái này là đầm hàng nhập và sẽ có size các chị yêu luôn, ML, XL cho đến size 3XL, 2XL và 70 kg đổ về là vừa. Phần eo là rút eo các chị yêu nha. Các chị nào muốn mặc phom suông thì tháo phần eo ra, còn ai thích mặc siết eo thì siết vào cho em là được cái eo phom eo như thế này, có túi các chị yêu hai bên nữa các chị yêu nha.
nha. Đây ạ, đầm là có túi luôn. Dáng xẻ chữ A DT cho em là 553, màu em mặc đây là hoa cúc. Cái mẫu đầm này á, em bán rất là chạy rồi các chị yêu nha. Màu này mặc lên trắng da mà sang. Em chỉ còn duy nhất cái màu này thôi. DT 553 kèm số điện thoại. Chị yêu nào đặt hàng thì cho em xin số điện thoại để em gọi chốt đơn nha các chị nha. À, em sẽ miễn ship giao hàng đến tận nhà luôn. Phông đầm này là dài qua gối nè. Cảm ơn chị Nguyễn Hoàn lấy đầm DT 553. Rồi chị nào đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại nha. DT 553 chất liệu lụa mềm có size mà đến 70 kg luôn. Và đầm này là phông đầm dáng dáng dài qua gối xòe chữ A, phông rất là đẹp mà chỉ có 299 thôi các chị ơi, và được miễn ship nữa. Em nghĩ các chị nên đặt hàng liền không rất là tiếc các chị nha. 299k free ship giao hàng đến tận nhà. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu các chị yêu nha. Sau đó em sẽ quay trở lại live tiếp theo. Chị nào đặt hàng thì để lại số điện thoại, nhân viên sẽ tư vấn các chị yêu nha. Mọi người ơi, em sẽ quay trở lại trong live stream tiếp theo. Các chị đợi em một tí xíu các chị nha. Cảm ơn mọi người ạ. À.